Vâng, em xưởng làm xe Tuấn Anh xin chào tất cả anh em cô dì chú bác đã quay trở lại với xưởng em trong buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ 6, bên xưởng em lại tiếp tục review cho anh em một chiếc xe min dọn về nguyên bản cho anh khách đến từ Nha Trang. Và chiếc xe này được bên khách này em gửi xe bên ra xưởng dọn và hôm nay bên xưởng em đã lên xong và chuẩn bị bán giao về với chủ nhân của em nó trong ngày mai. Thì hôm nay em lên cái video này cho anh em cùng tham khảo, cũng như là đây là chiếc xe thứ 3 từ đầu năm đến giờ bên xưởng em lên cho anh em. Bên nhà em đang nỗ lực lên tất cả các xe dọn mới cho anh em từ A đến Z và tất cả các cái xe anh em gửi đến dọn. Thì sau chiếc xe này bên xưởng em lại tiếp tục lên sóng một chiếc xe min nguyên bản cho anh khách đến từ Kiên Giang. Em sẽ đi một vòng chi tiết chiếc xe này cho các bác cùng tham khảo và theo dõi xe bên xưởng em làm. Đầu năm thì bên xưởng em nhận dọn rất nhiều xe min nên là sim son em đang gác lại. Anh em có nhu cầu đặt sim son thì xin liên hệ với em qua số điện thoại 0353 252 351 cũng như Zalo của em là 0353 252 351 để em được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp các bác nhé. Đây là một chiếc xe anh khách dọn ở trong Nha Trang rồi và không ngưng ý gửi ra xưởng bên nhà em dọn lại phun mới từ A đến Z cho anh ấy. Từ sơn xi, sơn là vỏ sơn ô tô, khung sườn, sơn tĩnh điện. Anh ấy yêu cầu bên xưởng lắp cho anh ấy hai hộp đồ để anh em tiện bỏ đồ. Máy móc thì bắn cáp để mộc, làm lại tất cả mọi thứ phun nha anh em nhé. Đấy, tất cả mọi thứ là bên xưởng đã làm lại chi tiết mới cho anh em. Anh em chỉ việc chạy thôi. Khung sườn bát cổ phốt bi vòng thụt nhồi ti nhật các bác nhé. Vành bánh xăm lốt thay mới hoàn toàn. Máy con này đang là hơi cốt 2 nha anh em nhé. Tất cả mọi thứ này, ốc cốp, phần xi mạ này toàn bộ. Xe thì của anh ấy gửi ra và bên xưởng em dọn lại từng chi tiết mới này. Đấy, tay sách này mạ lại cho anh nhé. Chiếc này có biển số 11F19420. Thì tất cả các xe khi bên xưởng em làm xong đều lên video cho anh em tham khảo và cũng như khách của em được biết là xe đã lên xong nhé. Tất cả phần xi mạ ghi đông tay sắt sách này đều đã làm lại toàn bộ nha các bác nhé. Đấy, phun mới cho anh em nhé. Chế thì phục hồi lại nhé, khóa xăng mới nhé. Đấy, tất cả cần số cần đạp phun lại mới cho các bác này. Bát cổ phốt bi vòng này thụt nhồi ti nhật nhé, xăm lốp mới này. Đấy là ngoại tổng quan của cái phần xe. Còn đây là cái phần điện xi nhan bên tay trái này. Đấy, xi nhan trái này, nhan bên tay phải này, phải sau này, trái sau này, đèn đón, đèn hậu, tất cả đèn phanh nhá anh em nhé. Xe đã được lên điện bình IC rồi thì chỉ cần nhà chân phát nổ luôn nha các bác nhá. Đấy, nhà chân phát nổ luôn, không phải đạp phát thứ hai đâu anh em nhé. Xe bên nhà em dọn đều đã lên bình IC Yamaha cho các bác rồi nên anh em chỉ việc về chạy thôi, không phải làm gì cả. Thì hiện nay bên xưởng em cũng đang nhận dọn tất cả các xe cho các bác nhé. Anh em có nhu cầu xin liên hệ với em qua số điện thoại 0353252351. Đây, bên em đang lên tiếp theo một chiếc cho anh khách đến từ Kiên Giang này các bác nhé. Đấy, em thấy chưa, biển 34M52739 chuẩn bị lên này. Mình cũng xin kết thúc cái video tại đây. Xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của xưởng. Xin chào và hẹn gặp lại.